Hello, mình xin chào cả nhà nha. Bữa ngày hôm nay mình tiếp tục đi xoay nữa cả nhà ơi. Bữa nay mình đi điểm địa điểm rất là xa lắm. Giờ này hay cũng 1 giờ mấy rồi. Mình đi lên trên đó cỡ khoảng 80 cây số cả nhà. Bữa nay là mình diêm mộng rồi cả nhà ơi. Bữa nay có anh em đại dâu luôn nữa. Bữa nay mình đi tới 4 người. Bây giờ anh em cũng lại tới nhà của mình rồi. À, cao thủ thì ở trong nhà kìa, chưa đi ra kìa. Bị viêm họng với cả nhà ơi, khò khè luôn rồi. Thời tiết bây giờ rất là khó luôn. Lạnh rồi nắng. Nói chung là bây giờ mình cũng bệnh rồi, mấy đứa nhỏ cũng bệnh nữa nè. Kìa, cao thủ đi ra kìa cả nhà. Chào cả nhà. Giờ chuẩn bị mình xuất phát thôi cả nhà ơi. Rồi mình đi tới đó thì mình sẽ quay cánh đồng đơn sơ cho cả nhà xem nha. Chiều mình sẽ đi view cho cả nhà. Rồi mình đi thôi cả nhà ơi. Giờ này cũng chiều rồi cả nhà ơi. Mình từ Sóc Trăng chạy xuống tới Bạc Liêu đây cũng 80 cây số mới về tới luôn nè. Lâu quá thì cũng không có loại địa điểm ở đây nên bột năng còn thưa lắm. Dài dài xuống dưới chợ thì không biết còn bột năng nữa, không biết nữa. Lâu quá thì mình không có loại cả nhà. Thì ở đây chung nói chung là vuông không à cả nhà ơi. Nuôi cua nuôi sú tự nhiên. Cả 4-5 tháng trước là mình có qua bên đây chụp. Nhưng mà nghỉ lâu lắm rồi, không có lại. Giờ 4 anh em trên một chiếc xe tăng nè. Đó cả nhà. Và chạy xe vô trong đây luôn. Đó cao thủ cầm đèn đá bắn cò bắn chim gì không biết nữa. Đó con cọc nhóc kìa, nó bay lừ luôn anh em ơi. Chiều chiều vậy nè. Miếng vuông ở đây á, thì lúc mà mình chụp 4-5 tháng trước á thì người ta chưa có móc đất lên đâu, mà bây giờ lại lần này thì người ta móc đất lên rồi. Hồi đó cho cái mẫu này cũng năng nhiều lắm nè, với lại chích cồ, với lại chích nghé rất là nhiều luôn. Thì 4 anh em tối nay đi sang không biết tình hình sao đây. Mong là tối nay đường xa kết quả trúng lớn nha anh em. Hy vọng là trúng lớn thôi, tại vì sao quá. Chủ yếu là qua địa điểm ở đây thì bắt chích với lại chích cồ. Lâu quá không bắt chích cồ. Nước mênh mông luôn. Cái giọng nói của mình bữa ngày hôm nay thì nói chung là viêm họng, sổ mũi nữa. Bệnh 2 ngày nay rồi. Rồi bữa nay thì cố gắng đi chuyến cùng anh em. Thì hồi tối mình có đi anh em, nhưng mà đi đồng nhà. Chiều mình quay cánh đồng điều view cho cả nhà xem. Nói chung ở đây là vuông không mà cả nhà ơi, dùng Bạc Liêu mà. Lúc trước mình lại đây chích nhiều lắm. Cao thủ bắt mười mấy 20 đồng. Giờ bố anh em chuẩn bị thay đồ xong xuôi cái ăn cơm. Ăn cơm xong cái tối mình đi ra ngoài đồng. Thì trong buổi tối ngày hôm nay mình đi xa cả nhà là mình không có thể nào mình quay cận cảnh cho cả nhà xem được đâu. Tại vì đất ở đây nó lún lên lún xuống nên là mình không thể nào mình biết chỗ nào được. Tại hiện tại đất ở đây mình cũng không có đi hết giáp ganh nữa, nên có chỗ lún chỗ này kia cái
mình cầm điện thoại con cái là nó sợ nó gớt xuống mương này kia nó hư luôn á, lấy nước mặn á. Nên có con nào dạng dạng mình cố gắng mình quay cho cả nhà xem nha. Rồi mời cả nhà đón xem trong buổi tối bố anh em mình chụp chim đêm đây nha. Mời cả nhà dùng cơm buổi chiều. Mời cả nhà ăn cơm. Giờ này chiều rồi cả nhà ơi. Rồi chuẩn bị cơm nước xong cái chuẩn bị xuất phát rồi. Mời cả nhà dùng cơm buổi chiều cùng buôn anh em mình nha. Chuyến này chuyến đi rất là xa luôn, hành trình này nè. Buôn anh em lội xuống vuông. Chim rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Chích cồ cũng có luôn, mà chích nghé cũng có luôn, nhưng mà bắt không được cả nhà. Trong bột năng á, cao rồi dày nữa, nên nó lòn qua lòn lại á, chích nghé á, là bắt không có được luôn. Bốn anh em dân hàng ngang đi qua đi lại mà bắt cũng không có được. Bắt được có mấy con à. Mà chích cồ thì nó bay cả nhà. Nhiều chim lắm, nhưng mà bắt không được trong bụi năng. Nó dày mịt vậy nè. Ở đây còn thưa thưa đó, còn đi được đó. Chứ mà chỗ khác á, là đi vô không được luôn á. Chập chờn khó đi lắm. Dặn lúng chân khó đi lắm. Chim thì nó rất là nhiều. Chích là trong bụi năng nè. Bột năng là nhiều lắm. Mà nó lòn qua lòn lại rồi nó lặn ha cả nhà ơi. Tác động mạnh là nó lặn nó tiêu luôn. Lâu quá thì mình không có lợi tới địa điểm ở đây. Hồi đó thì bột năng lên á thì nó cũng thấp thấp thưa thưa à, là lúc đó là bắt rất là dễ luôn. Mà bây giờ chỗ nào chỗ nấy thì nó lên dày hết trơn rồi cả nhà ơi. Chắc này cỡ quá qua tết xong cái tháng 3 cả nhà là nó nguội đi á, nó nguội đi bắt đầu xong rồi nó mọc cái non lên. Tới lúc đó mình có thể là mình bắt được nữa. Bốn anh em xe tăng lội rất là mệt mỏi luôn rồi. Đi đường xa như vậy tối nay chắc lỗ rồi cả nhà ơi. Lội bộ lên hết trơn rồi. Bây giờ tiếp tục hành trình đi chỗ khác rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình tiếp tục đi chỗ khác cả nhà ơi. Chỗ này bột năng dày quá. Bắt được thì cũng bốn anh em bắt được thì cũng có lúa rồi. Nhưng mà kiếm thêm nữa. Tại vì mình đi đường xa cả nhà. Bây giờ chỉ đủ tiền xăng thôi cả nhà ơi. Bây giờ mình đi qua bên đồng bên kia. Đồng bên kia lâu quá mình cũng không đi á, không biết chỗ đó có nước hay là cạn á. Nếu mà có nước thì có chích, còn cạn thì chắc không biết có con gì luôn á. Giờ mình đi cả nhà ơi. Bây giờ mình cũng tới địa điểm ở đây rồi. Địa điểm ở đây là điểm cuối cùng nha cả nhà. Giờ bốn anh em siêu nhân chi tìm. Đó. Không biết có chích về đây ngủ hay không, hay gà đây nè cả nhà. Chỗ này lâu lắm rồi á. Là mình không có lại đây chụp á cả nhà. Bãi đây êm lắm. Nhìn thấy là mê luôn á. Mà không biết có chim về hay không chứ quan trọng.
chỗ này thì cạn cạn, nếu mà mình chụp được á cả nhà, mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Trời, đi qua cánh đồng này khô gan luôn, không có miếng nước luôn cả nhà, khô gan luôn à. Chỗ này đất quang rộng dữ lắm. Ây da, ui, đâm vô đau quá trời ơi. Ôi, lúc mà tháng 5 tháng 6 chỗ này nước nhiều lắm, mà bây giờ lại khô gan luôn. Chỗ này có môn là đi bẫy chuột thì êm thôi, đường mòn chuột cũng nhiều lắm á, chuột đồng hay cúm nhum. Rồi bữa nay lỗ nặng luôn rồi. Chỗ khô gan luôn á, không có miếng nước nữa nè. Ủa, con cò lép ấy kìa. Ủa, cánh đồng bình thiên luôn. Quá rộng luôn nè. Chỗ này có nước là gà nó về đây nó ngủ chích nữa. Nước không cần nhiều đâu, ít được rồi. Bãi dĩ gà về ngủ, bẻ tổ ngủ, ngủ để bắt được, bay lên bay xuống bắt được. Không thấy mặt mũi con nào hết trơn. Đi qua cánh đồng bên này, chỗ kia thì dày mà bắt không được, nước nhiều, chim nhiều. Bốn anh em siêu nhân. Đồng khô gan luôn. Giờ đi lên lộ rồi cả nhà ơi. Thì chuẩn bị về thành phố Sóc Trăng. Tạm biệt Bạc Liêu rồi nhé. Vào những tháng 4 tháng 5 á, mùa mưa á cả nhà. Tới lúc đó thì về đây chụp thì nó ngon. Hồi đó là mình chụp mà lúc mà tháng 5, tháng 6, tháng 7 á, chích nhiều lắm. Mà bây giờ cạn nước rồi, nó rút về. Rút về chỗ nào mà có nước nó ở. Đi lên đây xong xuôi, thay quần áo xong xuôi, cái báo kết quả cho cả nhà xem luôn. Bữa nay nói chung là trải nghiệm để đi xa một lần thôi, dắt mấy anh em đi, mình với cao thủ đi cho biết. Nếu mà có nước thì còn ngon lắm, êm lắm. Ngoài vuông kia thì nói chung là nó dày quá thôi, chứ chim nhiều, dày quá bắt không được. Nếu mà ở thưa thưa là bắt được hết luôn. Tại mình đi dân hàng ngang á, đi thấy chim, thấy con nào mình bắt con đó. Nhưng mà chỗ dày bắt không được. Vô đây gửa giò gửa gì. Rồi mình đi lên đây mình báo kết quả cho cả nhà xem luôn nha. Đây cả nhà, con chích cù trống, còn bao nhiêu là chích với lại con bánh ướt. Thì cũng được chích thì cũng được
coi nhiêu, 4 4 đây 4 nữa là 8 con. 8 con chích cả nhà ơi. Mua lại mấy con tơ. Mấy con tơ mấy con. 2 3 con nữa. Một con bánh nước nữa. Con chích tơ đem về thả. Dùng xúc trăng lại. Chứ ở Bạc Liêu nhiều quá rồi. Bây giờ thả về xúc trăng mới để nó sinh sản cả nhà ơi. Giờ thay quần áo chuẩn bị về nha cả nhà ơi. Rồi video của mình đến đây thì kết thúc rồi cả nhà ơi. Chào tạm biệt cả nhà trong những video tiếp theo nha.